lễ khởi công dự án thủy điện Sơn La và ngăn sông Đà bắt đầu. Tràn đầy niềm vui phấn khởi của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La cùng nhân dân cả nước đang hướng về lễ khởi công dự án thủy điện Sơn La và ngăn sông Đà. Trong niềm vui chung đó, chúng cháu, những học sinh trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn được vinh dự thay mặt các bạn thiếu nhi huyện Mường La đến chúc mừng. Chúng cháu thật tự hào khi trên quê hương Mường La bé nhỏ của mình mọc lên nhà máy thủy điện lớn nhất đất nước. Chúng cháu xin được tỏ lòng biết ơn đến các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước, biết ơn các bác, các cô, các chú công nhân đang ngày đêm lao động quên mình trên công trường. Tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc, chúng cháu nguyện ra sức học tập, rèn luyện để mai đây trở thành những kỹ sư, những công nhân trực tiếp quản lý và vận hành nhà máy, đem dòng điện đến khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước. Chúng cháu xin kính chúc các bác, các cô, các chú mạnh khỏe, chúc cho nhà máy thủy điện sớm được hoàn thành. Chúng cháu xin trân trọng cảm ơn. Sau đây, chúng cháu xin kính dâng lên các bác, các cô những bó hoa tươi thắm. Xin cảm ơn các cháu thiếu nhi huyện Mường La đã đến chào mừng lễ khởi công. Kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa các vị khách quý, dự án thủy điện Sơn La sau 2 năm khẩn trương tập trung chuẩn bị, đến nay công trường đã hoàn thành các hạng mục phụ trợ phục vụ xây lắp công trình chính và các hạng mục công.
Công tác di dân tái định cư khu vực mặt bằng dưới cao độ 140m khu vực lòng hồ cũng đã được hoàn thành, đủ điều kiện để khởi công thực hiện dự án, đồng thời tiến hành ngăn sông Đà. Trong không khí cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2005, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay Bộ Công nghiệp phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Sông Đà và các đơn vị liên quan tổ chức lễ khởi công dự án thủy điện Sơn La và ngăn sông sông Đà. Tới dự buổi lễ ngày hôm nay, thay mặt ban tổ chức, tôi trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Phan Diễn, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Công nghiệp, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Tài nguyên Môi trường, Ủy ban Dân tộc, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành, các huyện, thị xã thuộc tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và các lãnh đạo các tỉnh bạn, đề nghị chúng ta liên liệt chào mừng. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đại diện các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương, đại diện chủ đầu tư, cơ quan tư vấn trong nước và nước ngoài, các tổng công ty tham gia xây dựng công trình, đại diện cho cán bộ công nhân đang làm công tác quản lý và thi công trên công trường, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Trong ngày vui hôm nay, chúng ta rất vui mừng được đón chào các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí lão thành cách mạng, đón chào bà mẹ Việt Nam anh hùng Mùi Thị Dậu, cùng đại diện nhân dân các dân tộc các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Tôi xin phép được trân trọng thông báo, do không có điều kiện đến dự buổi lễ được, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đào Văn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, chủ đầu tư công trình lên báo cáo tình hình triển khai dự án. Kính thưa đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý. Kính thưa bà con các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Hôm nay, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam vinh dự được tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, là công trình lớn nhất nước ta từ trước đến nay, đúng vào năm có nhiều ngày lễ lớn của đất nước và tại địa phương. 60 năm ngày thành lập nước,
75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Sơn La. Các công trình thủy điện có 3 thời điểm rất quan trọng, đó là khởi công chính thức, ngăn sông đợt 1 và phát điện tổ máy số 1. Đây là công trình thủy điện đầu tiên ở Việt Nam thực hiện khởi công công trình đồng thời với việc ngăn sông. Kính thưa các quý vị đại biểu, nhà máy có diện tích lưu vực là 43.760 km2, dung tích toàn bộ hồ chứa là 9,26 tỷ m3, dung tích phòng lũ cho hạ du là 7 tỷ m3, mực nước dân bình thường là 215 m, công suất lắp đặt nhà máy là 2.400 MW, điện lượng bình quân hàng năm là 10,2 tỷ kWh. Tổng mức đầu tư của dự án là 36.933 tỷ đồng, trong đó vốn cho xây dựng công trình chiếm 69%, vốn cho tái định cư và các đường giao thông chiếm 31%. Việt Nam đang phát triển nhanh với nhu cầu tiêu thụ điện tăng mạnh. Phục tùng đại ca. Công suất 7.150 MW, tổng vốn đầu tư 122.000 tỷ đồng. Đây vừa là vinh dự, là nghĩa vụ, là trách nhiệm đối với Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Đứng trước khối lượng công việc rất lớn nói trên, Tổng Công ty đã huy động mọi nguồn lực, tìm mọi biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Thủy điện Sơn La là một trong các dự án trọng điểm của quốc gia, được Quốc hội giám sát kỹ và đánh giá đang triển khai tốt về tiến độ. Thủy điện Sơn La có 3 mục tiêu chính là cung cấp điện năng để phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nâng tần suất chống lũ từ 125 năm lên 500 năm và cung cấp nước cho hơn 20 triệu người và hàng trăm ngàn hecta ruộng lúa vùng đồng bằng Bắc Bộ. Dự án góp phần xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và vùng Tây Bắc. Theo nguyên tắc, đồng bào đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Chỉ tính riêng cho chương trình di dân tái định cư, nhà nước đã đầu tư khoảng 1/3 tổng vốn đầu tư của toàn dự án. Điều này thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước tới đồng bào các dân tộc, miền núi, vùng sâu, vùng xa. Nhà nước đã ban hành chính sách về di dân tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Sơn La. Trong tiêu chuẩn có quy định rõ các định mức được hưởng của các hộ tái định cư và các hộ sở tại về nhà ở, đất vườn, đất sản xuất, các công trình công cộng như trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, trạm y tế, hệ thống đường giao thông, thủy lợi, hệ thống điện và nước sinh hoạt, đào tạo ngành nghề để đồng bào sinh sống ổn định lâu dài. Chính vì vai trò và tầm quan trọng của công trình nên Quốc hội khóa 10 đã ra nghị quyết về chủ trương đầu tư nhà máy thủy điện Sơn La và đã xác định đây là công trình quan trọng của quốc gia với mục tiêu phát điện tổ máy 1 vào năm 2012 và hoàn thành công trình vào năm 2015. Kính thưa các quý vị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là việc xây dựng công trình cần khẩn trương, chất lượng nhưng phải an toàn tuyệt đối. Tổng Công ty đã triển khai thận trọng các bước lập báo cáo khả thi, thiết kế kỹ thuật và quá trình xây dựng công trình. Công ty tư vấn xây dựng Điện 1 thuộc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam làm tư vấn chính. Tiêu chuẩn thiết kế được ban hành có nghiên cứu và vận dụng một số tiêu chuẩn của Mỹ, của Nga, của Nhật. Trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật, có thuê một số công ty có kinh nghiệm trên thế giới tham gia xây dựng và phản biện, như Viện Thiết kế Thủy công Moscow của Nga, Công ty Kolenko của Thụy Sĩ, Công ty Nippon Koe của Nhật, Công ty Haiza của Mỹ. Hội đồng Thẩm định Nhà nước đã làm việc nhiều tháng để xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Chính phủ đã cho phép lựa chọn những đơn vị thi công có năng lực, có kinh nghiệm để xây dựng công trình. Tổng Công ty Sông Đà được giao nhiệm vụ làm tổng thầu cùng với 12 tổng công ty khác. Là Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng, Tổng Công ty Xây dựng Công nghiệp,
Tổng Công ty Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Việt Nam, Tổng Công ty Việt Nam, Tổng Công ty Cơ khí Xây Dựng, Tổng Công ty Xây Dựng Hà Nội, Tổng Công ty Trường Sơn, Tổng Công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, Tổng Công ty Xây Dựng Giao thông 1, Tổng Công ty Xây Dựng Đường Thủy, Công ty Xây Lắp Điện 3, Công ty Lũng Lô. Dự án được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai theo cơ chế đặc biệt, chia thiết kế làm hai giai đoạn, phần xây lắp đều giao cho các đơn vị trong nước thi công. Ngay sau khi thiết kế giai đoạn 1 được phê duyệt, đã triển khai thi công đồng loạt nhiều hạng mục, rút ngắn được nhiều tháng so với thủ tục thông thường. Đến nay, các nhà máy đã huy động đến công trường. Đến nay, các nhà thầu đã huy động đến công trường hơn 5.000 người, khoảng 1.000 đầu xe máy thiết bị thi công hiện đại. Hơn 1.000 ngày kể từ khi Quốc hội phê chuẩn nghị quyết cho phép xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam đã tập trung sức lực để thiết kế, thi công các hạng mục phụ trợ cho công trường. Lực lượng xây dựng có nhiều kinh nghiệm và uy tín đã hội tụ về đây. Với sự chỉ đạo tích cực của Ban Chỉ đạo Nhà nước về sự điều hành kiên quyết của chủ đầu tư, đến nay chúng ta đã thực hiện được một khối lượng công việc khá lớn. Đào đất đá được 8,3 triệu mét khối, trong đó phần công trình chính là 6,1 triệu mét khối, đạt 52% so với tổng khối lượng theo thiết kế, và phần mỏ đá là 2,1 triệu mét khối. Đắp đất đá các loại là 900.000 mét khối, đã đổ được 200.000 mét khối bê tông, cống và kênh dẫn dòng, lắp đặt thiết bị cửa van cống dẫn dòng khoảng 1.400 tấn, san nền khoảng 450 hectare. Chúng ta đã cơ bản xây dựng xong 90 km đường giao thông ngoài công trường, 35 km đường giao thông trong công trường, đưa vào vận hành hai cầu bắc qua sông Đà, mỗi chiếc dài 460 mét. Thi công được 65% khối lượng cầu Vĩnh Cửu Mường La dài 502 mét. Bên cạnh đó, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam cũng hết sức chú trọng đến xây dựng các công trình công cộng. Hiện nay đã triển khai thi công nâng cấp bệnh viện huyện Mường La 150 giường bệnh, trạm trực cấp cứu hiện trường, nâng cấp mở rộng trường phổ thông trung học, xây mới và nâng cấp cải tạo trường phổ thông bậc tiểu học và mẫu giáo, đài truyền hình, nhà văn hóa, sân vận động, bến xe và một số cơ sở hạ tầng khác. Các công trình trên đã và đang được đưa vào sử dụng, đáp ứng yêu cầu cơ bản sinh hoạt, văn hóa, tinh thần của các lực lượng tham gia xây dựng công trình cũng như đồng bào trên địa bàn huyện Mường La. Tổng giá trị khối lượng đã thực hiện khoảng 1.950 tỷ đồng. Tất cả các hạng mục đã thi công được hội đồng nghiệm thu kiểm tra và đánh giá tốt. Có thể nói công trình thủy điện Sơn La đã được chuẩn bị chú đáo, trở thành công trình thủy điện đầu tiên ở nước ta có đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật để hôm nay làm lễ khởi công, đồng thời với việc tiến hành công tác ngăn sông Đà. Những ai đã từng lên công trường vài năm trước đây thôi sẽ không thể hình dung ra sự đổi thay ngỡ ngàng của một vùng núi non hiểm trở, hoang vu. Nếu trước đây phải đi cả ngày mới vào được đến công trường, thì giờ đây những người thợ xây dựng thủy điện Sơn La đã xẻ núi, băng rừng, vượt suối, trèo đèo để mở các tuyến đường vào tận chân công trình. Không ít mồ hôi của những người xây dựng đã đổ xuống mảnh đất này. Chúng ta cảm thông sâu sắc, khâm phục và trân trọng sự hy sinh, sự khó khăn vất vả và không thể nói hết bằng lời tới những người thợ xây dựng công trình thủy điện Sơn La. Cũng chính tờ nhờ kết quả này cho phép Tổng Công ty Điện lực Việt Nam nghĩ tới mục tiêu phát điện tổ máy số 1 thủy điện Sơn La sớm hơn dự kiến. Một con số cho biết nếu phát điện sớm hơn một năm sẽ có 10,2 tỷ kWh điện cung cấp cho đất nước, tạo ra 500 triệu đô la doanh thu và tiết kiệm 5 triệu tấn than. Kính thưa các đồng chí đại biểu và các vị khách quý, hôm nay trong không khí hân hoan, tưng bừng của buổi lễ khởi công, ngăn sông xây dựng công trình thủy điện Sơn La, cho phép tôi thay mặt Tổng Công ty Điện lực Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đối với công trình. Đặc biệt, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam xin cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Nhà nước về dự án thủy điện Sơn La và Bộ Công nghiệp đã chỉ đạo trực tiếp, cụ thể và quyết định nhiều cơ chế chính sách quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện được khối lượng rất lớn trong hai năm qua.
Cảm ơn các bộ ngành trung ương đã luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình. Xin cảm ơn tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã và đang dành cho công trình những tình cảm sâu sắc và sự giúp đỡ tận tình quý báu. Đặc biệt xin cảm ơn nhân dân huyện Mường La và các huyện lân cận đã bàn giao mặt bằng kịp thời để triển khai khởi công và xây dựng công trình. Xin cảm ơn các tổng công ty xây dựng đã phối hợp tốt với Tổng công ty Điện lực Việt Nam trong thời gian qua đã triển khai xây dựng các hạng mục ở trên công trường. Xin cảm ơn Quỹ hỗ trợ phát triển các ngân hàng thương mại đã tham gia thu xếp vốn cho dự án. Xin chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình trung ương và địa phương đã kịp thời đưa tin về công trình. Tổng công ty Điện lực Việt Nam và các đơn vị tham gia xây dựng trên công trình xin hứa với Thủ tướng Chính phủ quyết tâm đưa nhà máy vào vận hành vượt tiến độ với chất lượng cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kính chúc Thủ tướng Chính phủ, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Đào Văn Hưng. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Dương Khánh Toàn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Thầu Xây dựng Công trình, thay mặt cho 13 nhà thầu thành viên lên báo cáo tình hình thi công trên công trường. Kính thưa đồng chí Phan Đăng Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền các tỉnh. Thưa các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Thưa các đồng chí và các bạn. Sau gần 30 năm kể từ ngày khởi công công trình thủy điện Hòa Bình, lịch sử hôm nay tại xã Ý Long, huyện Mường La, tỉnh Sơn La lại đánh dấu thêm một điểm mốc quan trọng trong công cuộc chinh phục sông Đà. Chỉ ít phút nữa chúng ta sẽ được chứng kiến điều kỳ diệu sẽ diễn ra, thể hiện sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với những người thợ sông Đà hôm nay, thực sự là ngày hội lớn, ghi đậm dấu ấn về một thời điểm không thể nào quên, chứng tỏ sự trưởng thành vượt bậc của hơn 40 năm xây dựng và phát triển dưới sự chỉ đạo giúp đỡ có hiệu quả của Đảng, Nhà nước, của nhân dân. Việc Tổng công ty Sông Đà vinh dự được Chính phủ giao nhiệm vụ làm tổng thầu công trình quan trọng này là bằng chứng về sự tin cậy của Đảng, Chính phủ đối với chúng tôi, đồng thời cũng là một thử thách lớn mà Tổng công ty sẽ phải vượt qua. Ý thức được tầm quan trọng của việc phải đảm bảo mục tiêu, tiến độ thi công công trình thủy điện Sơn La và những yêu cầu khắt khe về kỹ thuật, Tổng công ty Sông Đà đã cùng với 12 nhà thầu thành viên là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam, Tổng công ty Phát triển Hạ tầng, Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1, Tổng công ty Xây dựng Công nghiệp, Tổng công ty Xuất nhập khẩu Xây dựng, Tổng công ty Cơ khí Xây dựng, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp, Tổng công ty Xây dựng Đường thủy, Công ty Xây lắp Điện 3 và Công ty Lũng Lô. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La, tổ hợp các nhà thầu đã nhanh chóng thông qua quy chế quản lý và điều hành, khẩn trương triển khai phân chia công việc với tinh thần tất cả vì lợi ích chung của đất nước. Ngay từ đầu năm 2004, hàng loạt các công trình phụ trợ đã được thi công, đồng thời với việc chuẩn bị mỏ vật liệu, tập trung nhân lực, vật lực đào kênh và cống dẫn dòng, đào hố móng công trình chính. Khối lượng công việc đã đạt được như sau: đào đắp đất đá 13 triệu mét khối, đổ 200.000 mét khối bê tông các loại, gia công cơ khí và lắp đặt kết cấu thép gần 2.000 tấn, xây dựng 70.000 mét vuông kho xưởng, nhà ở và nhà làm việc với điều kiện tốt nhất. Đến nay đã cơ bản hoàn thành hệ thống giao thông, điện nước, thông tin liên lạc, hoàn tất việc thi công các công trình phụ trợ giai đoạn 2, đảm bảo nơi ăn chốn ở cho hàng chục nghìn cán bộ công nhân viên. Để sẵn sàng cho việc ngăn sông, công trường đã thông kênh và cống dẫn dòng đúng tiến độ với yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, mỹ thuật, chuẩn bị đủ các lực lượng xe máy, đồng thời dự trữ hơn 200.000 mét khối đất đá cho việc chặn dòng trong mọi tình huống.
công tác lập hồ sơ tài liệu các hạng mục đã thực hiện được Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước kiểm tra và chấp nhận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, đất nước của chúng ta đang thay đổi hàng ngày cùng với nhu cầu không ngừng tăng cao về năng lượng. Việc khởi công xây dựng công trình và ngăn sông Đà là tiến thêm một bước trong công cuộc trị thủy con sông hung dữ từng gây nhiều tai họa, đồng thời chứng kiến một quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân trên hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tổng công ty sông Đà cùng các nhà thầu thành viên cảm nhận rất rõ ý nghĩa thiêng liêng của niềm hạnh phúc trên mỗi gương mặt đồng bào các dân tộc Tây Bắc và nhân dân cả nước đang hướng về công trường. Chúng tôi xin khẳng định lại quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phát điện tổ máy số 1 sớm hơn từ 1 đến 2 năm và hoàn thành công trình trước 3 năm so với thời gian nêu tại nghị quyết của Quốc hội khóa 10. Coi đó là niềm tri ân sâu sắc với những quan tâm đặc biệt mà nhân dân đã dành cho chúng tôi. Chúng tôi nhận rõ giá trị của mỗi lời hứa và sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng tất cả danh dự của mình. Trong năm 2006, công trường phải tập trung thực hiện những khối lượng công việc chủ yếu cường độ cao, cụ thể là đào đắp đất đá trên 600.000 mét khối một tháng, đổ bê tông 29.000 mét khối trên tháng, bê tông đầm lăn 85.000 mét khối trên một tháng, còn phun gia cố 11.500 mét dài trên tháng. Vì thế, chúng tôi xin đề xuất với Bộ Công nghiệp sớm phê duyệt thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2 và tổng mặt bằng giai đoạn 3 để công trường sớm có cơ sở tiến hành các công việc tiếp theo. Chúng tôi cũng kiến nghị chủ đầu tư tìm mọi biện pháp cung cấp các thiết bị cơ khí thủy công, thiết bị cơ điện đúng tiến độ, giải quyết phê duyệt sớm thiết kế kỹ thuật thi công cũng như đơn giá công trình và khấu hao các thiết bị đặc chủng, giúp chúng tôi tập trung vào việc thi công công trình trước mắt là các hạng mục đảm bảo chống lũ 2006. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa đồng bào, đồng chí và các bạn, trong giờ phút trọng đại này, cho phép tôi thay mặt hơn 3.000 cán bộ công nhân viên Tổng công ty sông Đà và tổ hợp các nhà thầu thành viên bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự quan tâm, tin tưởng của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân khi giao cho chúng tôi nhiệm vụ xây dựng công trình thủy điện lớn nhất của nước ta. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban chỉ đạo Nhà nước về công trình thủy điện Sơn La. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, các ngành trung ương, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, đơn vị chủ đầu tư dự án, chính quyền và nhân dân các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, các phóng viên báo chí trung ương, địa phương đã đến dự, động viên khích lệ và chia vui với chúng tôi trong ngày lễ khởi công và ngăn sông trọng đại này. Cầu mong hồn thiêng sông núi tiếp tục phù hộ cho việc ngăn sông trị thủy, làm thủy điện, thực hiện ước mơ bao đời của dân tộc thành công mỹ mãn. Xin kính chúc các đồng chí, các bạn lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn đồng chí Dương Khánh Toàn. Tiếp theo, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, thay mặt cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu lên phát biểu ý kiến. Kính thưa đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và các tỉnh bạn. Kính thưa bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng tất cả các bạn và đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La. Hôm nay tôi rất vui mừng và cảm động tới dự lễ ngăn sông và khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La, tỉnh Điện Biên, tỉnh Lai Châu và đồng bào ba tỉnh, tôi xin trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quý, các đơn vị thi công
cùng toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Công trình thủy điện Sơn La là một công trình trọng điểm quốc gia, có tầm vóc thế kỷ và có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước ta những năm đầu thế kỷ 21 nói chung và với ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu nói riêng. Để xây dựng công trình và phục vụ lễ khởi công ngày hôm nay, trong thời gian qua, chúng ta đã triển khai tích cực cả dự án xây dựng nhà máy thủy điện và dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La. Hàng nghìn hộ dân của tỉnh Sơn La đã vượt qua rất nhiều khó khăn, di chuyển về nơi ở mới, đảm bảo cho lễ khởi công diễn ra đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn. Và sau lễ khởi công ngăn sông ngày hôm nay, hàng chục nghìn hộ dân của ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu sống trên địa bàn thuộc vùng dự án sẽ tiếp tục di chuyển, tất cả vì mục đích chung, vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc thân yêu. Hàng nghìn công nhân của Tổng Công ty Sông Đà, Tổng Công ty Lycosi, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và nhiều công ty khác đã miệt mài lao động với quyết tâm cao nhất đảm bảo ngăn sông Đà đúng kế hoạch đề ra. Thay mặt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng dự án thủy điện Sơn La, tôi xin chân thành cảm ơn Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban ngành Trung ương và đồng bào cả nước đã luôn thường xuyên quan tâm giúp đỡ đối với tỉnh Sơn La nói riêng và các tỉnh vùng dự án thủy điện Sơn La nói chung trong quá trình di dân chuẩn bị xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Trong thời khắc lịch sử trọng đại này, tôi tin tưởng các tổ chức, cá nhân và bạn bè sẽ hưởng ứng nhiệt thành cuộc vận động cả nước chung tay cùng thủy điện Sơn La giúp đỡ nhân dân ba tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu để thủy điện Sơn La sớm được tỏa sáng cùng cả nước. Tôi tha thiết đề nghị các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh bạn và bạn bè thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên nói riêng và các tỉnh vùng Tây Bắc nói chung thực hiện tốt hơn nữa công tác di dân tái định cư và góp phần xây dựng thành công nhà máy thủy điện Sơn La. Một lần nữa, cho phép tôi được gửi lời chúc sức khỏe tới đồng chí Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, toàn thể đồng chí, đồng bào và các bạn có mặt tại buổi lễ khởi công xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La. Chúc thủy điện Sơn La sớm tỏa sáng cùng đất nước. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí và toàn thể đồng bào. Xin cảm ơn đồng chí Thảo Xuân Sùng. Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý, dự án thủy điện Sơn La đạt được những kết quả quan trọng bước đầu trong thời gian vừa qua là nhờ có sự quan tâm đặc biệt và sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ, mà trực tiếp là Thủ tướng Chính phủ. Tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu ý kiến chỉ đạo và phát lệnh khởi công dự án thủy điện Sơn La, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Thưa đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, thưa các đồng chí và các bạn, hôm nay trong không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, chúng ta vui mừng họp mặt tại đây để chứng kiến một sự kiện quan trọng
khởi công dự án thủy điện Sơn La và tiến hành ngăn sông Đà, công trình thủy điện lớn nhất của nước ta. Ngay từ khi xây dựng công trình thủy điện Hòa Bình, Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo tiến hành quy hoạch bậc thang thủy điện trên sông Đà, tiến hành khảo sát, thiết kế, lập dự án và chuẩn bị đầu tư xây dựng thủy điện Sơn La, lập quy hoạch di dân tái định cư và quy hoạch giao thông vùng Tây Bắc để triển khai đồng bộ với việc xây dựng thủy điện Sơn La. Công trình thủy điện Sơn La là dự án khai thác tổng hợp tiềm năng của sông Đà. Công trình hoàn thành hàng năm sẽ cung cấp cho nền kinh tế trên 10 tỷ kWh điện, đồng thời có vai trò then chốt trong việc khống chế lũ và cung cấp nước tưới cho đồng bằng Bắc Bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Bắc rộng lớn của nước ta. Căn cứ nghị quyết của Quốc hội khóa 10, khóa 11 về chủ trương đầu tư và phương án xây dựng thủy điện Sơn La, đầu năm 2004, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư dự án, thành lập ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La và giao Tổng Công ty Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Ủy ban nhân dân các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu làm chủ đầu tư dự án di dân tái định cư. Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư dự án xây dựng các công trình giao thông tránh ngập và giao cho tổ hợp nhà thầu trong nước có năng lực và kinh nghiệm do Tổng Công ty Sông Đà làm tổng tàu xây dựng công trình. Chính phủ đã ban hành kịp thời và đồng bộ các chính sách và hướng dẫn các bộ, các địa phương, các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện. Tính từ khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đầu tư dự án tới nay gần 2 năm, nhưng kết quả mà các đơn vị và địa phương đã đạt được là rất to lớn. Dự án cải tạo quốc lộ số 6 đã được hoàn thành, thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 đã được duyệt, mặt bằng thi công, nhân lực, thiết bị, xe máy đã được chuẩn bị tốt, đã hoàn thành xây dựng các công trình dẫn dòng đảm bảo chất lượng, đã di chuyển toàn bộ nhân dân vùng lòng hồ dưới cao độ 140m đến nơi tái định cư, tạo đủ điều kiện để tiến hành ngăn sông Đà cùng với lễ khởi công xây dựng công trình. Việc khởi công xây dựng thủy điện Sơn La kết hợp ngăn sông Đà đúng thời gian, xác định, thể hiện sự chỉ đạo sát sao và có hiệu quả của ban chỉ đạo nhà nước, sự nỗ lực cao của các chủ đầu tư, các nhà thầu, các cấp ủy đảng và chính quyền của các tỉnh vùng lòng hồ và khu vực công trường. Vì lợi ích chung của đất nước, nhân dân vùng phải di dời đã chấp hành nghiêm chỉnh kế hoạch di chuyển, sẵn sàng để lại những mảnh đất thân yêu của mình cho việc thực hiện dự án. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt biểu dương và khen ngợi các cơ quan, đơn vị, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và nhân dân các tỉnh trong vùng dự án thủy điện Sơn La đã khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng trong thời gian vừa qua. Thưa đồng bào, thưa các đồng chí và các bạn,
nhiệm vụ thực hiện dự án xây dựng thủy điện Sơn La rất nặng nề. Sau khi ngăn sông Đà, các đơn vị thi công cần phải tập trung đủ nhân lực, thiết bị, xe máy, tổ chức tốt việc xây dựng công trình, đảm bảo an toàn và hiệu quả. Chủ đầu tư và tư vấn thiết kế phải khẩn trương hoàn thành thiết kế kỹ thuật giai đoạn 2, áp dụng các công nghệ tiên tiến để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, tổ chức quản lý, giám sát và nghiệm thu chặt chẽ, đúng quy định, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, tham nhũng. Các công trình giao thông tránh ngập phải được triển khai phù hợp với tiến độ dâng nước của hồ chứa. Tôi yêu cầu đảng bộ và chính quyền ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện thật tốt công tác di dân, tái định cư, kết hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống nhân dân, có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ. Công tác di dân, tái định cư phải tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch, tạo được tình đoàn kết, gắn bó giữa đồng bào, tái định cư và nhân dân tại chỗ. Các bộ, các địa phương và các đơn vị liên quan phải bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công nhân trên công trường. Đẩy mạnh thi đua, lao động sáng tạo, xây dựng đội ngũ, cán bộ, công nhân giỏi về chuyên môn, vững về chính trị, phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước, có kế hoạch bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của các dân tộc vùng Tây Bắc. Tôi yêu cầu Ban Chỉ đạo Nhà nước chỉ đạo các bộ, các địa phương, các đơn vị tham gia dự án phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, dám nghĩ, dám làm, hiệp đồng công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao cho, phấn đấu phát điện tổ máy số 1 vào năm 2010 và hoàn thành công trình vào năm 2012 với chất lượng tốt nhất, hiệu quả cao nhất, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân cả nước. Và nếu như chúng ta vượt kế hoạch, chúng ta hoàn thành đưa tổ máy số 1 vào trước năm 2010 thì các đồng chí được thưởng cho các cả các tỉnh, thưởng cho các đơn vị thi công. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi ra lệnh khởi công xây dựng dự án thủy điện Sơn La và ngăn sông Đà. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn Thủ tướng Phan Văn Khải. Tiếp theo, xin kính mời Thủ tướng ra vị trí phát lệnh khởi công và ngăn sông Đà. Kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành và các đồng chí lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên ra vị trí phát lệnh khởi công để chứng kiến. Alo.
Kính thưa đồng chí Phan Văn Khải, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt cho lãnh đạo công trường, tôi xin báo cáo Thủ tướng toàn bộ lực lượng tham gia xây dựng công trình thủy điện Sơn La đã sẵn sàng. Xin kính mời Thủ tướng nhấn nút mìn phát lệnh khởi công công trình thủy điện Sơn La. Xin kính mời Thủ tướng. Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng dự án thủy điện Sơn La, và tiếng mìn nổ như vừa rồi quý vị và các bạn thấy báo hiệu lễ khởi công bắt đầu. Và chỉ trong vài phút nữa thôi, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cùng với đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương và các đại diện đồng chí lãnh đạo địa phương sẽ chính thức tham dự một giờ phút lịch sử nữa, đó là lễ ngăn sông. Và đây là một trong những sự kiện có thể nói là lịch sử, và đây điều này cũng chỉ xảy ra duy nhất ở thủy điện Sơn La, vì thường thì sau lễ khởi công các thủy điện khác phải mất 1 năm hoặc 1 năm rưỡi nữa thì lễ ngăn sông mới được bắt đầu. Tuy nhiên, lễ ngăn sông này được diễn ra ngay chỉ sau vài phút so với lễ khởi công. Và chúng tôi xin được nói lại là nhà máy thủy điện Sơn La sẽ có khoảng 6 tổ máy, và mỗi tổ có công suất là 400 MW, và mỗi tổ máy phát điện sẽ tương đương gần với toàn bộ công suất phát điện của nhà máy thủy điện Trị An. Và dự kiến thì vào năm 2010, tổ máy số 1 sẽ chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, trong lễ khởi công vừa rồi, quý vị và các bạn có thể thấy là quyết tâm của những người thi công sẽ đẩy sớm hơn tiến độ khởi công, chạy được tổ máy số 1. Và trong lúc chờ đợi lễ ngăn sông chính thức bắt đầu, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn xem lại những số liệu tổng kết cũng như là toàn cảnh về công trình thủy điện Sơn La qua phóng sự của phóng viên chúng tôi thực hiện. Là chi lưu lớn nhất của hệ thống sông Hồng nằm trong vùng núi Tây Bắc, có độ dốc địa hình lớn, sông Đà từ lâu đã được các chuyên gia xác định là con sông có tiềm năng thủy điện lớn nhất cả nước. Theo tính toán của Viện Quy hoạch Thủy lợi thì tổng lượng dòng chảy của sông Đà luôn chiếm tới 51% tổng lượng dòng chảy của toàn bộ hệ thống sông Hồng và tạo ra một tiềm năng thủy năng với công suất lên tới gần 6.000 MW, chiếm một nửa tiềm năng thủy điện của cả nước. Chính vì thế, ngay từ khi bắt tay xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình trong những năm 1980 với công suất 1.920 MW, các chuyên gia về thủy điện trong nước đã tiếp tục tiến hành khảo sát, tìm kiếm vị trí thích hợp cho một nhà máy thủy điện lớn hơn để có thể khai thác tối đa nguồn thủy năng trên dòng sông Đà. Tôi đang có mặt tại tuyến Ba Vinh thuộc địa phận xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Đây cũng là địa điểm đã được chọn để xây dựng con đập chính cao 135m, dài gần 1.000m và có chiều rộng đáy đập là gần 100m. Sau khi con đập này được hoàn thành, dòng sông Đà sẽ được chặn lại tại đây để cung cấp nguồn thủy năng phục vụ cho 6 tổ máy của nhà máy thủy điện Sơn La hoạt động. Những ngày này, các kỹ sư và công nhân thuộc các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành phần hạ tầng tại công trường để phục vụ xây dựng thủy điện Sơn La, công trình thủy điện lớn nhất của cả nước và cũng là vực. Theo thiết kế thì nhà máy thủy điện Sơn La sẽ có công suất lên tới 2.400 MW, hàng năm sẽ sản xuất ra trên 10 tỷ kWh điện, chiếm gần 20% sản lượng điện năng của cả nước. Đáng chú ý, thiết kế của nhà máy cơ bản là do các chuyên gia và kỹ sư trong nước thực hiện. Với nhiều tìm tòi, đội ngũ kỹ sư thiết kế và công nhân đã quyết định lựa chọn áp dụng kỹ thuật đổ bê tông đầm lăn tiên tiến để rút ngắn thời gian thi công nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công trình. Đối với bê tông thường, chúng ta chỉ cho phép là thi công một đợt khoảng với bình quân là 1 mét, và 10 ngày sau mới được đổ đợt tiếp. Nhưng đối với công nghệ thi công đầm lăn thì không hạn chế, nghĩa là chúng ta có thể thi công một đợt là 30 phân, nhưng ngày hôm sau chúng ta lại làm 30 phân tiếp, thì một tháng chúng ta có thể làm tối thiểu được 9 mét, trong đó công nghệ thường chúng ta chỉ được có 3 mét. Vừa qua thì chúng tôi đã tiến hành thí nghiệm thi công tác thi công bê tông đầm lăn trên công trường, đạt được cái chất lượng mà bản thân các chuyên gia tư vấn quốc tế cũng rất ngạc nhiên.
Dự kiến thì tổ máy thứ nhất thủy điện Sơn La sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và toàn bộ công trình được hoàn thành hòa lưới điện quốc gia vào cuối năm 2012, rút ngắn được thời gian xây dựng 3 năm so với thiết kế ban đầu. Với việc thủy điện Sơn La được hoàn thành đưa vào vận hành, nhu cầu về điện năng của cả nước dự kiến sẽ lên tới 95 tỷ kWh vào năm 2015 sẽ cơ bản được đáp ứng. Tình trạng thiếu điện được giải quyết. Bên cạnh đó, hồ thủy điện Sơn La sẽ cùng hồ thủy điện Hòa Bình tạo thành hệ thống hồ chứa, kiểm soát và điều tiết nguồn nước cho toàn bộ khu vực đồng bằng sông Hồng. Thì Sơn La sẽ cùng với công trình Hòa Bình tạo được cái dung tích trong lúc là 7 tỷ mét khối nước hàng năm, sẽ giảm được cái mực nước lũ hàng năm ở Hà Nội lên đến 30 phần. Vào mùa kiện sẽ cung cấp nước cho cái vùng đồng bằng vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Hiện nay công trình Hòa Bình hàng năm cung cấp 900 mét khối dây và các cái mùa kiện, khi có công trình Sơn La thì tăng lên 1.300 mét khối. Những con đường và dãy núi này rồi sẽ ngập sâu trong nước khi con đập được hoàn thành để tạo thành vùng lòng hồ rộng tới gần 44.000 km2. Hơn 18.000 hộ dân các dân tộc Thái, Kháng, La Ha, Khơ Mú và Kinh thuộc ba tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên đã được di rời. Đừng đừng chỉ tay nữa. Chưa biết được. Hết rồi anh ạ.